Xin chào, tôi tên là Maggie, khoảng 13 tuổi. Tôi từ thành phố lặn lội xa xôi đến đây để thăm một thằng bạn. Và hôm nay là mùa hè rồi. Ở đây là một vùng quê xa xôi tại Nhật Bản. Và chỗ này rất là vắng người. Tôi đi mãi lòng vòng mà vẫn chưa thấy nhà thằng bạn ở đâu cả. Ây cha, trời nắng quá ta. Biết nhà nó đâu đây. Theo như bản đồ là mình thấy nó cách ở mình khoảng vài khu này. Để coi nào, có lẽ là gần đến rồi. Hả? Này Maggie, tới đây nè. Trời ơi, chờ cái cậu nãy giờ nè. Maggie lại đây nè. Ôi trời ơi, kiếm nhà cậu mệt lắm đó. Thì ra đây là quê của cậu à. Nhìn ở đây rất là thoải mái nhỉ. Ở ngoài đường vắng vẻ lắm, với lại không có người nữa, cho nên đó là không có ồn ào. Tôi cảm thấy thích nơi này rồi đấy. Cậu đi xa đến đây chắc là mệt lắm đúng không? Được rồi, bây giờ để đỡ mệt á, chúng ta chơi trò chơi nhỏ nhỏ đi. Bây giờ chỗ này nha, chỗ tớ có rất là nhiều trò chơi đó. Ra ngoài đi với tớ nè. Ra ngoài đồng câu cá, bắn bi các thứ, bắt dế nè, đi nào. Thế là cả hai chúng tôi mò ra ngoài cánh đồng và chơi với nhau. Thì tôi thật là không ngờ là ở dưới cái đồng quê này vui đến thế. Hồi tôi ở thành phố là tôi không thấy vậy đâu, nhưng mà ở đây là tôi học hỏi nhiều thứ lắm. Nó chỉ cho tôi rất là nhiều trò chơi và tôi chơi mãi mà không chán. Chúng tôi nghịch ngợm với nhau chơi suốt cả buổi chiều, rồi mặt trời dần buông xuống. Bây giờ là xế chiều tà. Trời sắp lặn rồi cậu ạ. Thôi đi rồi, chúng ta về nhà nào. Bây giờ ở nhà là mẹ tớ có lẽ là đang chặt dưa hấu đó. Chúng ta về ăn dưa hấu nào, đi về. Dưa hấu quá, ồ có vẻ hay đấy. Tại vì tôi nghe nói rằng cái vùng quê này đặc sản là dưa hấu. Nghe nói là dưa hấu ngon nhất cả nước đấy. Ồ, về thôi nào. Cả hai chúng tôi đã ngồi trước cửa nhà để chơi với nhau và cùng nhau trò chuyện các thứ, rồi sau đó tôi mới vào nhà. Thì tôi nghe nói rằng là ở đây thằng bạn tôi nó học rất là giỏi. Và nó nói là nó nhớ tôi lắm, một năm tôi mới quay lại ở đây một lần mà. Lâu rồi tớ cũng chưa gặp cậu. Thì kể từ khi cậu chuyển đến đây sống là tớ vẫn chưa có bạn mới, cũng khá là chán. Còn cậu, cậu ở khu này, cậu đã có bạn mới chưa? Ở đây mọi người thân thiện lắm, cho nên tớ có rất là nhiều bạn. Thì có gì là bữa nào là tớ dẫn cậu đến gặp bọn họ nhé. Bọn họ chắc chắn rất là thích thú khi gặp cậu đấy. Nhất là cậu là người thành phố nữa. Này cô hai ơi. Này, chào cháu nhé, cháu mới đến chơi hả? Sao cô không biết nhỉ? Dạ, chào con, chào cô ạ. Được rồi, cô hai ơi, bây giờ là bạn con đến chơi sao con không nói với mẹ? Được rồi, con ra ngoài con lấy cho mẹ cái dưa hấu đi. Vào đây mẹ bổ dưa hấu rồi cho cả hai đứa cùng ăn nha. Trời ơi, ở đây đặc sản dưa hấu ngon quá đấy con. Ồ, dạ vâng ạ. Dưa hấu đây nè. Rồi, cậu nhìn xem, đây là dưa hấu nhà tới trồng đấy nha. Rồi, cậu chắc chắn là cậu sẽ rất là khoái cho mà xem. Được rồi, cậu ngồi ngoài này, cậu chờ tớ chút xíu nha. Tớ vào nhà, tớ phụ mẹ cắt dưa hấu ở đây. Được rồi, chờ tớ tí nha. Ừ, tớ đợi được mà. Rồi, tớ vào nhà đây. Thế là thằng Cu Ha đã mang trái dưa hấu vào nhà để phụ mẹ nó cắt rồi. Thật sự thì tôi thấy là cả gia đình nó rất là tốt với tôi. Tôi hy vọng rằng bây giờ là sẽ có một ngày nghỉ đối với tôi rất là thú vị. Và tôi ưỡn người một cái sau cả một buổi chiều chơi vui vẻ với nhau. Từ cái chỗ tôi đang ngồi nhìn ra phía bên kia đường, đó là một cái điểm dừng xe buýt. Nhưng bên cạnh đó, tôi không rõ đó là ai nữa. Nhưng mà cái bóng dáng đó đang mặc trong mình bộ đồ kimono, có lẽ là nữ. Và người phụ nữ này đang cầm một cái ô màu đỏ. Nhưng mà rõ ràng bây giờ trời đâu có mưa đâu, với lại cũng không nắng lắm để che dù nữa. Và người phụ nữ này liên tục phát ra những cái âm thanh rất là kỳ quặc. Tôi không rõ là cái âm thanh đó đang nói về cái gì nữa. Này, cậu đang nhìn cái gì vậy? Cu Ha, cậu đấy hả? Cậu vừa cắt dưa hấu xong rồi hả? Tớ vừa ra gọi cậu nè. Nhưng mà gọi mãi mà không thấy cậu trả lời. Có vẻ như là cậu đang mất tập trung. Nãy giờ cậu đang làm cái gì mà tớ gọi mãi là cậu không trả lời thế? Chẳng lẽ nãy giờ cậu không để ý sao? Có một người phụ nữ cầm cái ô rất là kỳ lạ ở đằng kia kìa. Hả? Khi tớ quay lại nhìn thì cái người phụ nữ cầm ô đó đã biến mất và không hề để lại một dấu vết gì cả. Thật là kỳ lạ,
Khi nãy là tôi vừa mới nhìn thấy cơ mà. Hả? Tớ có thấy cái gì đâu. Cậu nói cái gì cơ? Cậu thấy cái gì? Sao lại như thế được nhỉ? Rõ ràng là lúc nãy tớ thấy một người phụ nữ ở phía đối diện kìa, cầm một cái ô và liên tục phát ra cái tiếng xi xi gì đó, tớ không hiểu gì cả. Hả? Cái gì? Cháu nói cái gì cơ? Cháu vừa thấy một người phụ nữ cầm ô ư? Ôi không, không sống rồi. Đó là ba của thằng Kuhan. Ông ta đang mặc trong bộ đồ truyền thống người Nhật Bản. Và vẻ mặt của ông ta rất là nghiêm trọng khi nghe tôi nói đến về người phụ nữ đó. Này cháu, cái người phụ nữ đó chính là Tản Thần Đại Nhân đấy. Trời ơi, không xong rồi. Ờ, thưa bác, Tản Thần Đại Nhân nghĩa là gì ạ? À? Tản Thần Đại Nhân chính là cái người phụ nữ đã cầm cái ô đó đấy mà cháu đã thấy. Và cứ hàng năm, á ta lại hiện hồn về và bắt cóc một người phụ nữ. Cho nên, được rồi, đi theo bác nào. Alo, alo, cho tôi hỏi là hàng bạn của con tôi đã vô tình gặp người phụ nữ Tản Thần Đại Nhân rồi. Bây giờ là phải là sao ạ? Hả? Gì cơ? Bộ không còn khác nữa sao? Hả? Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy đưa nó vào nhà kho hả? Vâng. Trời ơi, con trai của mẹ, con có sao không? Hãy nói cho mày biết đi là hồi chiều đến giờ là con có thấy bà ta không? Dạ, con đâu thấy ai đâu ạ. Trời ơi, cũng may là con không gặp bà ta rồi. Mẹ ơi, mày đừng nói thế, bạn con lỡ gặp rồi thì sao ạ? Được rồi, có gì là bố con sẽ giải quyết cho bạn con mà. Các khung cảnh cả nhà đang hỗn độn vì tôi. Người bố thì không biết đang gọi cho ai, có lẽ như là trưởng làng để giải quyết về vấn đề của tôi. Không hiểu rằng là những trẻ con trong làng này có bị hay không, nhưng mà tôi đã bị rồi. Được rồi, Maggie, đi theo bác nào. Đi đâu ạ? Đến nhà kho hay bác nào. Cháu chỉ khó nhé, chỉ cho hôm nay thôi. Sau khi ông ta đưa tôi vào một cái nhà kho khá là xa, rồi sau đó ông ta rút chìa khóa ra và đưa cho tôi. Này, cháu hãy cầm lấy đi. Bây giờ tuyệt đối tối nay cháu không được mở cánh cửa này ra. Cho dù là cái gì đi nữa cũng không được mở ra, nghe chưa hả? Tôi thấy tình hình có vẻ khá là nghiêm trọng. Vâng ạ, nhưng mà cho đến khi nào ạ? Cho đến sáng mai. Cháu nhớ kỹ nhé. Cho dù có ai muốn kêu vào thì cháu nhất quyết cũng không được cho họ vào phòng. Nghe rõ chưa hả? Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Hiện tại bây giờ cũng khoảng gần 12 giờ rồi. Đáng lẽ giờ này là tôi phải đi ngủ. Nhưng mà tại sao tôi lại ở trong một cái nhà kho và trong tư thế sợ hãi? Cái người bố của bạn tôi nói rằng tôi không được phép ra ngoài, cũng như là cho người lạ vào đây. Tôi sợ rằng có một con ma nó đang ám tôi. Trong cái nhà kho này thật sự không có gì thú vị cả. Chỉ là những cái chiếu, những cái mền gối mà ông bố đã đưa và cái kệ sách để cho tôi đọc cho đỡ chán. Nhưng mà thật sự thì đây là những cuốn sách về chính trị, lịch sử các thứ. Những cái thứ chán như thế này cho nên tôi cũng không có hứng đọc lắm. Thì bên dưới cánh cửa được đặt đó là một cái chén đựng muối. Có rất là nhiều muối bên trong. Tôi không biết là muối để làm gì nữa, nhưng mà tôi nhớ ra rằng người ta quan niệm là muối để xua đuổi tà ma. Có lẽ đó là lý do mà ông bố kia đã đặt một cái chén muối chỗ này. Này, này, Maggie. Hả? Khi tôi đang ngủ thì bỗng dưng có một cái âm thanh phát ra từ bên ngoài cánh cửa. Tiếp tục câu chuyện khi nãy. Lúc tôi đang ngủ, bỗng nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Một cái giọng nói phát ra từ bên ngoài. Này, này, cậu có đang ngủ không vậy? Đứng dậy đi, này. Hả? Hả? Có nên ra ngoài không nhỉ?
Hồi chiều bác đó nói là không nên ra ngoài bất cứ hình thức nào. Là sao đây? Đã hỡi nhìn ra ngoài cửa nào. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa thì ra đó là thằng bạn thân của tôi, Kuha. Không biết giờ này nó đứng ở ngoài cửa để làm gì nữa. Ồ, Kuha, cậu đấy hả? Ồ, bây giờ là cũng nửa đêm rồi. Cậu làm gì mà ra ngoài này vậy? Maggie, cho tớ xin lỗi cậu về chuyện của bố tớ nhé. Có lẽ như là bố mẹ tớ hơi nghiêm trọng về việc này. Bởi vì thế tớ nghĩ là cậu đã hơi đói phải không? Được rồi, tớ sẽ có mang cho cậu một ít bánh kẹo nè. Bây giờ cậu mở cửa đây đi. Ban đầu là tôi hơi chần chừ và nghi ngờ một chút. Nhưng mà thằng bạn tôi đứng trước mặt thế kia là sao nó có thể lừa tôi được. Nên cho nên đó là tôi đã tiến về cái cánh cửa và tiến hành mở ra. Được rồi, để tôi mở ra nè. Chào cậu nhé, đây, bánh kẹo ở cậu nè, cầm lấy đi. Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà cậu ra đây thì còn bố cậu thì sao? À, không sao đâu, bố tớ ngủ rồi, tớ lén ra đây đấy. Bố tớ có vẻ là khá là nghiêm trọng nhỉ. Thôi đi rồi, bây giờ là tớ về đây, có gì xong sáng mai xong việc á, tớ và cậu cùng ra ngoài đồng và bắt bỏ hôn nhé. Ừ, tạm biệt cậu. Bye, mai gặp nhé. Wow, thằng cu hoa tốt bụng ghê á. Nó biết mình đang đói bụng cho nó mang quá trời bánh kẹo đến đây luôn. Hồi chết, hồi nãy mình mở cửa ra mình quên khóa cửa rồi. Để khóa cửa lại nào. Ôi, khóa cửa lại thôi. Hồi chết, rơi chìa khóa rồi. Maggie ơi, mở cửa cho tớ đi. Thật sự thì tôi muốn mở cửa cho nó lắm. Nhưng mà hồi nãy nó mới rời khỏi đây mà. Tại sao bây giờ nó lại quay lại sớm? Đã vậy nó đòi mở cửa nữa. Khuôn mặt nó bây giờ trông cũng rất là hầm hố. Có gì đó rất là kỳ lạ trong khuôn mặt của nó. Mở cửa cho cậu á. Nhưng mà bố cậu sẽ la tớ mất. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi. Mở cửa ôi, ra đi. Gì thế này? Mở ôi, sao đang chập chờn vậy? Động đất à? Không. Mở cửa ra đi. 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 Ủa, sáng rồi hả? Nhưng mà hôm qua mình... Hả? Có khi nào hôm qua là mình nằm mơ không nhỉ? Trời sáng rồi, có nghĩa là cái buổi này đã hết. Vậy là mình đã thoát được rồi à? Hả? Tất cả muối trong cái chén này đều đã mất sạch rồi. Mình nhớ rõ ràng hôm qua là chú kia đã đổ hết tất cả muối vào đây rồi mà ta. Thôi kệ, ra ngoài chơi thôi. Bình minh thật là tuyệt vời làm sao. Và câu chuyện đến đây là hết rồi. Cháu có thấy hay không? Nếu hay á thì hãy kêu mọi người bấm like và subscribe đi. Hay thì cũng thấy hay, nhưng mà ghê cũng thấy ghê ông nội ạ. Không ngờ thì các bạn nào thấy câu chuyện này hơi giống câu chuyện hồi đó mình kể không? Cái con ma gì nó cao 2m á, Ron Sakusama gì đó quên rồi, nhưng mà ghê lắm. Cũng tương tự như vậy nè. Mà hôm nay á là một con ma khác nữa, con ma cầm dù. Trời ơi ghê quá. Bạn nào thấy hay á thì nhớ bấm subscribe cho mình nha. Trời ơi. Thôi đi rồi, có lẽ là mình sẽ dừng tập này tại đây. Thì ok, nếu mà thích cái series này của mình á, đừng quên để lại like và share, đồng thời để lại comment ở dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập Minecraft ông nội kể chuyện lần sau nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.